100% công nhân, người lao động phải được tiêm phòng mũi nhắc lại lần 1, mũi 3, mũi nhắc lại lần 2, mũi 4. Yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác tập trung triển khai thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố quyết liệt triển khai việc tiêm vaccine trên địa bàn ngay khi tiếp nhận vaccine, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại khi đến lịch, đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản, liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi, mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1, mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy với chỉ tiêu 100% công nhân, người lao động phải được tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3, mũi nhắc lại lần 2, mũi 4. Cam kết không để dịch bệnh bùng phát tại khu kinh tế, khu công nghiệp làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với cơ sở y tế tổ chức điểm tiêm phòng tại các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động được tham gia.